이거 맛있다. Món này ngon quá. 맵지 않아. Không cay. 이 국은 어때? Còn món canh này thế nào? 엄마 요리는 항상 맛있어. Món ăn của mẹ luôn luôn ngon. Món này ngon quá. Không cay. Còn món canh này thế nào? Món ăn của mẹ luôn luôn ngon. "오늘 날씨 어때요?" Thời tiết hôm nay thế nào? "오늘 아주 추워요." Hôm nay rất lạnh. "그래요? 추워요?" Thế sao? Lạnh ư? "네, 어제는 그렇게 더웠는데." Vâng, hôm qua vẫn nóng như thế. Thời tiết hôm nay thế nào? Hôm nay rất lạnh. Thế sao? Lạnh ư? Vâng, hôm qua vẫn nóng như thế. "이 빨간 꽃다발 어때?" Bó hoa màu đỏ này thế nào? "아주 예쁘다." Rất đẹp. 근데 그거 비싸지 않아? Nhưng bó hoa đó có đắt không? "아니, 비싸지 않아." Không, không đắt. Bó hoa màu đỏ này thế nào? Rất đẹp. Nhưng bó hoa đó có đắt không? Không, không đắt. "슬프다." Buồn quá. "왜 슬퍼?" Tại sao cậu buồn? "시험이 어려웠어?" Bài thi có khó không? "응, 많이 틀렸어." Có. Tớ sai nhiều.
Buồn quá. Tại sao cậu buồn? Bài thi có khó không? Có, tớ sai nhiều.